Mọi người khá sợ hãi khi sự an toàn của bản thân bị đe dọa bởi dịch bệnh, và điều đó có nghĩa là sự mềm mỏng, lịch sự mà bạn thường thấy trên tàu điện hay trong xã hội sẽ bị lãng quên. Quả thật rất kỳ lạ khi người Nhật bình thường hành xử khá lý trí lại bắt đầu đi làm những chuyện như vậy, doanh nhân Ken Kato tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngán ngẩm nói. Người Nhật vốn nổi tiếng với văn hóa lịch sự, tính tôn trọng không gian riêng tư cá nhân cũng như tinh thần tự lực tự cường. Hình ảnh người dân xếp hàng nhận phát nhu yếu phẩm sau thiên tai hay các trận động đất, mọi người cùng chung tay giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn mà không có sự hỗn loạn hay tranh giành nào đã thực sự gây ấn tượng với cả thế giới. Tuy nhiên, có lẽ văn hóa, lịch sự lại đang trở thành sự kìm kẹp cho cuộc sống của người dân vốn đã nhiều khó khăn do kinh tế giảm tốc, giá cả các mặt hàng tăng cao, còn cơ hội việc làm ngày một ít. Hệ quả là khi dịch Covid-19 bùng phát, nỗi lo sợ như một giọt nước làm tràn ly và phá vỡ văn hóa lịch sự cùng hình ảnh thân thiện của người Nhật đã tồn tại từ lâu. Thậm chí, kể cả vụ sóng thần và rò rỉ hạt nhân năm 2011 tại Fukushima cũng không khiến người dân Nhật chịu áp lực và lo lắng như hiện nay. Một video mới đây đã được lan truyền trên mạng xã hội, qua đó cho thấy hai người Nhật Bản đánh nhau gần ga tàu điện ngầm. Nguyên nhân của vụ ẩu đả là do một người trong đó không đeo khẩu trang và ho liên tục. Người đàn ông còn lại, lớn tuổi hơn, cảm thấy khó chịu và mắng gay gắt người đang ho, yêu cầu anh ta đeo khẩu trang lại. Cãi vã từ đó nổ ra và dẫn đến cuộc ẩu đả. Tồi tệ hơn, trang tin Sora News ngày 26 tháng 2 năm 2020 đã đăng một video cho thấy một số người Nhật đang vật lộn, đánh nhau nhằm giành chỗ xếp hàng mua khẩu trang. Nhiều người tin rằng do hám lợi nên những người này đã tranh giành nhau chỗ đứng, và một số người Nhật đã mua khẩu trang với số lượng lớn để bán với giá cao hơn. Trong những ngày này, nền kinh tế Nhật không chỉ chịu ảnh hưởng từ giảm tốc vốn đã tồn tại nhiều thập niên, mà còn thiệt hại do COVID-19 từ Trung Quốc. Lượng khách du lịch suy giảm, nguồn cung nhiều mặt hàng cũng như hoạt động thương mại chịu ảnh hưởng. Hàng quán và nhiều cơ sở dịch vụ khác giảm doanh số do tình hình dịch diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, văn hóa sạch sẽ của người Nhật khiến nhiều người khá căng thẳng với những biểu hiện ho sốt nơi công cộng. Một hành khách tại Fukuoka đã nhấn nút dừng tàu điện khẩn cấp sau khi thấy một người đàn ông trên tàu có biểu hiện ho mà không đeo khẩu trang. Mọi người khá sợ hãi khi sự an toàn của bản thân bị đe dọa bởi dịch bệnh, và điều đó có nghĩa là sự mềm mỏng, lịch sự mà bạn thường thấy trên tàu điện hay trong xã hội sẽ bị lãng quên. Bạn có thể thấy điều đó ở nhiều nơi tại Nhật Bản, mọi người đổ xô đi mua giấy vệ sinh và thực phẩm đóng hộp khi có tin đồn thiếu nhu yếu phẩm. Quả thật rất kỳ lạ khi người Nhật bình thường hành xử khá lý trí lại bắt đầu đi làm những chuyện như vậy, doanh nhân Ken Kato tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngán ngẩm nói. Trên mạng xã hội Nhật Bản, người dân cũng bàn tán xôn xao về văn hóa lịch sự đang bị xói mòn bởi nhiều yếu tố. Nhiều người đồng tình cho rằng Nhật Bản đang mất dần đi văn hóa này khi áp lực cuộc sống ngày một nặng nề và mọi người phải sống quá kìm nén để mang tiếng lịch sự. Trong khi đó, một số người khác cho rằng bất kỳ ai cũng có điểm giới hạn và họ sẽ chẳng thể lịch sự được nữa khi vượt qua ngưỡng đó.